Tử vi tuổi Quý Mão 1963 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, người tuổi Mão chính là con giáp thứ tư trong tử vi 12 con giáp. Mèo là biểu tượng của sự trường thọ và được coi là sự may mắn tự nhiên. Con giáp này được thừa hưởng những phẩm chất tuyệt vời và vô cùng tinh tế. Người tuổi Mão nói chung và Quý Mão nói riêng là người nhẹ nhàng, duyên dáng, tốt bụng. Bản chất tự nhiên của họ là ngoại giao, họ có sự gắn kết chặt chẽ với tất cả mọi người. Chính vì thế, họ là những người sẽ giành được những thành công nhất định trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, vận trình trong tháng 12 âm lịch này có suôn sẻ cho họ hay không? Các hung nạp vận chi tiết của tuổi Quý Mão sẽ ra sao? Hãy cùng nghe những phân tích chi tiết của các chuyên gia phong thủy cũng như nghe lời khuyên xem các gia chủ nên làm gì để thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Mời quý anh chị hãy theo dõi ngay video sau đây của chúng tôi. Quan tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hải Ngọ, Phá Thìn, Tuyền Mùi. Đối với những người tuổi Quý Mão, trong tháng 12 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 12, tức ngày 13 tháng 1 dương lịch có nạp giáp là Tân Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 12, tức ngày 25 tháng 1 dương lịch có nạp giáp là Quý Dậu. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 12, tức ngày mùng 6 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Ất Dậu. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Quý Mão trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 12, tức ngày 14 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 12, tức ngày 26 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Thứ ba là ngày 26 tháng 12 âm lịch, tức ngày 7 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Quý Mão năm 1963 trong tháng 12 âm lịch, kỷ âm thổ gặp mão âm mộc là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Mão sẽ có dễ được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận, xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Tử vi tháng 12 năm 2020 thấy rằng tuổi Quý Mão 1963 có nhiều xui xẻo ở mọi khía cạnh. Những sao xấu trong tháng sẽ gây ra tổn thất tài chính nhất định về sức khỏe. Trong sự nghiệp, với những người tự làm chủ, bạn sẽ chịu những áp lực lớn và có thể gặp phải cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.
để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi, xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở. Quý anh chị cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, cần sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Quý Mão. Đối với hầu hết những người Quý Mão sinh năm 1963, may mắn cho sự nghiệp cũng giống như một cơn gió thổi qua. Nếu bạn là một Quý Mão tự làm chủ, may mắn trong sự nghiệp của bạn có thể còn tồi tệ hơn. Tháng này, thị trường không được tốt và công ty của bạn có thể gặp một loạt vấn đề cần giải quyết kịp thời. Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp hợp tác với những người khác, bạn nên cẩn thận để ngăn chặn bên kia chạy trốn và tự mình kiểm tra các tài khoản. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Quý Mão. Người tuổi Quý Mão trong tháng 12 âm lịch này nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Ngoài thu nhập giảm mạnh, Quý Mão sinh năm 1963 cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong tháng. Bạn nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách và không đầu tư tất cả tiền của vào một dự án duy nhất mà phân tán để giảm thiểu rủi ro. Khi bạn đi ra ngoài, đừng mang theo nhiều vật có giá trị bên mình hoặc bạn có thể bị những kẻ ngoài vòng pháp luật bám đuôi. Năm 2020, Quý Mão nằm trong bộ tứ hành xung Tý, Ngọ, Mão, Dậu nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa. Ý chỉ thái tuế báo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Quý Mão sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài, thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Tình cảm và gia đạo. Tháng này, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được tốt. Bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn và để bọn trẻ tự quyết định, hãy sống cuộc sống của riêng mình, hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Bạn đã sống quá nhiều cuộc đời, bạn biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bản thân mình. Ở tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó. Người bạn đời ở bên cạnh bây giờ đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Các bạn đã bên nhau nửa đời người dù đủ hiểu được cái gì cần thiết với gia đình. Bên cạnh đó, bạn cũng cần lắng nghe tâm tư của vợ hoặc chồng mình để mối quan hệ hai người được tốt hơn, đừng áp đặt quan điểm cá nhân và bắt họ phải làm theo. Ngoài ra, để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình cũng như san sẻ yên ổn, các gia chủ tuổi Quý Mão nên mang bên mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Sa Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Về sức khỏe, tháng này tình hình sức khỏe của Quý Mão sinh năm 1963 có thể hơi xấu. Một khi bạn bất cẩn, bạn có thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Dù lái xe hay đi xe, bạn nên thắt dây an toàn để tránh mọi nguy hiểm. Nếu bạn có kế hoạch đi du lịch, đừng đi du lịch một mình. Nếu đang đi ra nước ngoài, bạn nên hoãn lại. Nếu bạn mắc một căn bệnh cũ, hãy tránh một số thực phẩm nhất định và không ăn ngẫu nhiên. Nếu không, sẽ gây hại cho cơ thể. Để tăng cường sức khỏe, những gia chủ Quý Mão cần mang bên mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Sa Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong công việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây là phần dự đoán tử vi của người tuổi Quý Mão 1963 trong tháng 12 âm lịch.
Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Zakat. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở bên dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Quý Mão tháng 12 âm lịch, quý anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.